Anh này, anh xem này. Ôi, bộ này đẹp không? Váy à? Ừ, mà lại còn đang sale nhá. Thế mua luôn. Ui, lá dạy quất luôn nhá. Nhưng mà mặc gì thì mặc nhá. Nhìn chồng ăn mặc trẻ trung này, vợ mặc có khác gì chị chồng. Anh ấy, anh làm sao đấy hả? Vừa mới lại ngày mới này định gây hấn với nhau rồi đấy. Thôi, người ta đùa tí. Người ta mẹ con rồi. Cái lớn đùng rồi thì ăn mặc rồi. Người ta phải trưởng thành chứ. Rồi, xinh rồi, biết rồi. Có mà anh ý. À, nhưng mà này, anh có chuyện này đang muốn bàn với em đây. Chuyện gì ạ? Tối qua, cô Bi mới tâm sự với anh về cái chuyện mà chọn trường đại học đi sắp tới của con ấy. À, cái việc đấy thì hai mẹ con em bàn bạc với nhau rồi. Em cũng đã tham khảo và chọn ra được 3 trường đại học rất là uy tín. Bây giờ là chỉ việc là hỏi con xem là nó chốt, nó thích thi trường nào thì mình đăng ký cho nó thi thôi. Nhưng mà hôm qua con cũng nói với anh là 3 cái trường đại học mà em chọn ấy quá sức của con. Mà cái ngành mà em muốn nó thi ấy, nó lại không hề thích học. Em đã quyết định rồi thì cứ thế mà làm. Thi cái trường mà em chọn ấy, đầu ra, ôi dồi ôi anh ơi, cứ gọi là thanh thang rộng mở luôn. Thế tương lai nó mới sáng lạ. Cứ thử so với mình ngày xưa thôi. Anh như này, ngày xưa nếu bố mẹ mà không cho anh theo đuổi đúng đam mê của mình thì anh có được thành công như bây giờ không? Nói tóm lại là ngày xưa khác mà bây giờ khác nhá. Bây giờ là mình cứ phải hướng con mình theo mình. Mà thôi, con của em thì em phải sót chứ. Làm mẹ khó lắm. Phải đâu chuyện đùa. Đấy, nói đúng tiếng lòng của tôi. Làm mẹ khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Cuộc sống này có 100.000 nghề. Nghề nào cũng sẽ có thể được đào tạo một cách bài bản. Nhưng mà riêng nghề làm cha mẹ, thì là một trong những nghề khó nhất và có một cái sứ mệnh cao cả nhất. Có những điều cha mẹ không nói ra đâu. Và chưa chắc những người con như chúng ta đã hiểu được đâu. Từ lúc mà em bắt đầu có con ấy thì em thấy đúng là cái việc mà trở thành một ông bố, vợ em trở thành một bà mẹ thì nó giống như kiểu một cái nghề. Đúng, thực sự là một cái nghề luôn. Đấy, làm thế nào để cho con nó được trưởng thành, làm thế nào để cho nó được có một cái môi trường sống tốt, làm thế nào để nó trở thành một cái đứa trẻ phát triển toàn diện và nó trở thành một cái công dân tốt thì đúng là cái người cha và người mẹ phải học hỏi. Và có cái phương pháp rất là tốt thì mới biến những cái đứa trẻ trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Rõ ràng là khi mà mình làm cha làm mẹ rồi, mình mới hiểu được rằng là có những khó khăn mà bố mẹ mình im lặng và gần như là không nói với mình. Có rất nhiều những mẫu hình làm mẹ kiểu Thái, làm cha kiểu Mỹ, làm mẹ kiểu Pháp. Nếu như chúng ta cứ chạy theo những cái mẫu hình như vậy thì thật sự chúng ta cũng không biết thế nào. Mỗi đứa trẻ nó lại là một cái bản thể khác nhau. Và mỗi đứa trẻ cái nhu cầu của nó lại là khác nhau. Những cái giá trị mà mình nhận được từ cái việc mình dạy con mình như thế nào, con mình có thực sự cảm thấy những cái điều mình nói với con, mình mong muốn với con, chúng có thể thực hiện được hay không, là cả một câu chuyện. Mỗi đứa con nó lại có một cái nhu cầu khác nhau ở người bố và nó lại mong muốn một cách giáo dục khác nhau. Và điều đó khiến cho nhiều khi tôi nói thật là làm bố mẹ thật sự là rất là khổ luôn, rất là khó luôn. Con cái cũng yêu cha mẹ đấy và cha mẹ cũng yêu con cái đấy. Nhưng mà chưa chắc nhá là đã lắng nghe được hết nhau và hiểu được hết nhau đâu. Đôi khi là chúng ta chỉ vì yêu thương không đúng cách nên khiến cho cái sự yêu thương đấy trở nên sai hướng. Người ta có cái câu gọi là cá chuối đắm đuối về con. Đúng rồi. Rồi nước mắt chảy xuôi thể hiện cái tình yêu thương của các bậc cha mẹ dành cho con của mình. Mọi sự trong cuộc sống khi mà bố mẹ thể hiện ra với con cái của mình, thể hiện cái sự yêu thương đối với con cái của mình, rồi nó cũng sẽ nhìn thấy hết. Khi mà chúng ta có đứa con đầu tiên thì chúng ta cảm thấy rằng là cái sự yêu thương đối với chúng là vô bờ bến. Có nhiều cách thể hiện sự yêu thương. Có những người ta lựa chọn, ví dụ như em là rất hay thể hiện là nói rồi khuyến khích người khác là phải thể hiện sự yêu thương ấy. Nhưng có những người họ không, họ cứ chỉ thể hiện bằng hành động thôi. Chúng ta có thêm một cái nghề mới là nghề làm bố, vất vả hơn rất là nhiều. Đấy, cần phải nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho con đỡ vất vả. Nhưng mọi cái sự hy sinh đấy nó khiến cho mình được vui ấy. Mình được vui khi mà con mình cảm giác nó được đủ đầy. Mặc dù là làm cha làm mẹ là khó đấy. Nhưng mà hạnh phúc. Rất nhiều người vào Facebook của tôi và comment: các con anh thật sự là những đứa trẻ hạnh phúc. Có được một ông bố quá tâm lý như thế. Đường đường tôi cũng là anh chánh văn cơ mà. Đâu đó không phải thế. Tôi mới là cái người được hưởng cái hạnh phúc đó. Tôi vẫn nói với các con tôi rằng là bố cảm ơn các con, bởi vì nhờ có các con mà bố mới được
trở thành một ông bố hạnh phúc. Em vẫn nhớ mãi cái giây phút là khi mà chị gái của em bế đứa con đầu của em, nói là nằm cạnh mẹ Hà Sơn nhé. Ui ôi, tự nhiên nước mắt mình trào ra và mình cảm thấy mình hạnh phúc quá. Bây giờ mình khác rồi, mình làm mẹ rồi. Đó, thế thì chỉ có khi mình có những đứa con mình mới hiểu những cái giá trị của hạnh phúc nó như thế nào, và nó đến nó hiện hữu bằng những đứa con của mình, nhưng đôi khi nó cũng hiện hữu bằng những sự trưởng thành, bằng những cái việc làm tốt. Tôi rất là mong rằng là tất cả các bậc cha mẹ, cái lúc mà chúng ta cáu giận nhất với con mình, hãy nhớ cái lúc mà con ra đời chúng ta đã hạnh phúc thế nào, chúng ta đã rơi nước mắt ra sao, để dừng lại những cơn giận dữ của mình, để dừng lại những cái sự bực tức của mình mà ôm lấy con. Bởi vì khi có con chúng ta mới bắt đầu hạnh phúc. Sao lại có nghề khó như nghề làm cha làm mẹ nhỉ? Đây là một trong những nghề mà phải cố gắng nỗ lực và phấn đấu cả đời, thậm chí còn chẳng được nghỉ hưu. Trong bộ phim Reply 1988 thì có một câu rất là nổi tiếng của ông bố nói với cô con gái của mình một cách rất chân thành là: con gái à, bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Ai cũng bỡ ngỡ cả, cả bố, cả con, cả mẹ. Chúng ta đều bỡ ngỡ trên hành trình đó, nhưng mà chúng ta làm sao để lắng nghe được nhau đây, để chia sẻ được nhau và quan tâm đến nhau, đặc biệt nhất là để yêu thương nhau. Hãy cùng tiếp tục theo dõi chủ đề này với chúng tôi vào ngày mai với câu chuyện Thương con, làm sao để con thương. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình của chúng tôi ngày mai nhé. Xin chào tạm biệt.